Sư đoàn bộ binh 968 trở lại chiến trường Lào từ năm 1978 đến năm 1987. Mr. PT hết kể chuyện lịch sử xin chào các bạn. Thời kỳ thứ ba, làm nhiệm vụ quốc tế lần thứ hai tại Lào, từ tháng 1 năm 1978 đến tháng 11 năm 1987. Ngày 21 tháng 12 năm 1977, Trung đoàn 19 do Thiếu tá Lê Quang Huân, trung đoàn trưởng và thiếu tá Ngô Xuân Hình, chính ủy chỉ huy, lên đường làm nhiệm vụ. Gần 100 xe nối đuôi nhau theo trục đường 9 đến Sê Nô, xuống đường 13 về vị trí tập kết. Tiếp đến, 75 xe vận tải của Bộ Tăng Cường và 25 xe vận tải của Sư đoàn thành đội hình khối thứ 2 chờ trung đoàn 9 bộ binh. Từ ngày 5 đến 10 tháng 01 năm 1978, Sư đoàn tổ chức vận chuyển toàn bộ cơ sở vật chất kho tàng, gồm 512 lượt xe các loại đến vị trí quy định, bảo đảm an toàn, đúng kế hoạch thời gian và bắt đầu triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tính đến quý 1 năm 1978, sư đoàn nổ súng 48 lần, trong đó có phục kích 15 lần, truy kích 33 lần, loại khỏi vòng chiến đấu 73 tên, bắt 139 tên, bắn chìm 5 thuyền, thu 37 súng, tổ chức hàng chục đội công tác bước đầu đã hỗ trợ cho bạn phát động ở 130 bản. Tuyên truyền được 9.000 lượt người, giúp bạn thu mua và thu thuế nông nghiệp 128 tấn thóc và 14 tấn hoa màu khác. Cán bộ, chiến sĩ đã tận dụng thời gian xin địa phương khai thác vật liệu, xây dựng được 547 nhà ở, nhà kho. Nhà xe với diện tích 2.700 m2, trồng được 6 hecta rau xanh, thu hoạch 30 tấn, đảm bảo quân số công tác, chiến đấu 100%. Ngày 18 tháng 8 năm 1978, đồng chí Tổng tham Mưu trưởng ký quyết định điều sư đoàn bộ binh 968, tiểu đoàn 3 xe tăng. Đội điều trị 16 thuộc quân đoàn 2 về đội hình binh đoàn 678 được thành lập ngày 19 tháng 6 năm 1978. Ngày 2 tháng 10 năm 1978, tại sở chỉ huy quân đoàn 2, dưới sự giám sát của Thiếu tướng Cao Văn Khánh, phó Tổng tham Mưu trưởng và Thiếu tướng Lê Linh đại diện quân đoàn 2 đồng chí Chu Phương Đới đại diện binh đoàn 678 và đồng chí Phạm Minh Tâm Sư đoàn trưởng sư đoàn 968, tiến hành bàn giao sư đoàn về đội hình binh đoàn 678. Tiểu đoàn 3 xe tăng về trực thuộc sư đoàn 968. Vị trí của sư đoàn 968 được binh đoàn xác định là sư đoàn chủ lực của binh đoàn trên hướng Trung Hạ Lào, đồng thời là sư đoàn chủ lực cơ động trên toàn chiến trường có trách nhiệm cùng với các lực lượng của ta và bạn xây dựng Trung Hạ Lào thành căn cứ hậu phương vững chắc của cả nước Lào. Trước một loạt thất bại trong âm mưu hoạt động bạo loạn tiến tới lật đổ chính quyền cách mạng ở Lào trong những năm 1977 đến 1979, năm 1980, địch chuyển sang âm mưu chiến lược mới, tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt. Quyết liệt cả về chính trị, quân sự, tư tưởng và ngoại giao. Trọng điểm là đánh vào quân chúng theo kiểu mối sông nhà, phá từ bên trong, phá từ cơ sở chia rẽ đoàn kết Lào với Việt Nam. Thủ đoạn hoạt động của địch ngày càng tinh vi hơn, xảo quyệt khôn khéo hơn. Theo đó địch có một số thay đổi về lực lượng, bộ phận chỉ huy cơ bản ở Trung, Hạ Lào vẫn đặt ở Ubon Thái Lan. Lực lượng nội địa có khoảng 9.000 tên. Lực lượng lưu vong ở Thái Lan có 4 tiểu đoàn. Chúng thường tung về phục kích, phá hoại ở bắc đường số 9. Trọng điểm là phù sang he, động mạc ứ, động Cương, hội mừng. Trước tình hình trên, sư đoàn đã có bước điều chỉnh, chuyển hướng về hình thức hoạt động phù hợp với diễn biến tình hình và đã lập được nhiều chiến công hiền hách. Trong 5 năm, năm từ năm 1979 đến năm 1983, sư đoàn đã loại khỏi vòng chiến đấu 795 tên, bắn bị thương 325 tên, bắt giao cho bạn 249 tên, gọi địch về đầu thú 606 tên, hỗ trợ cho bạn thanh lọc 863 tên. Tham gia xây dựng kinh tế, văn hóa ở bản, xã, xây dựng cơ quan, xây dựng các công trình hữu nghị, tổ chức các lớp học văn hóa và chữa bệnh cho dân 21.672 lượt người. Trước diễn biến của tình hình, ngày 31 tháng 12 năm 1983, Bộ Quốc phòng quyết định giao nhiệm vụ về công tác quân sự ở Lào cho quân khu 4 đảm nhiệm từ Viêng Chăn, siêng khoảng xuống hạ Lào. Theo đó, giải thể binh đoàn 678 bàn giao sư đoàn 968 về đội hình quân khu 4. Trong thời gian này, sư đoàn đã gấp rút tiến hành làm tốt mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng về lại đội hình quân khu 4 thực hiện nhiệm vụ. Ngày 28 tháng 02 năm 1984, binh đoàn 678 tiến hành bàn giao sư đoàn 968 về đội hình quân khu 4. Đến ngày 01 tháng 3 năm 1984, sư đoàn 968 chính thức trở lại nằm trong đội hình lực lượng vũ trang quân khu 4. Sau khi về đội hình lực lượng vũ trang quân khu 4, sư đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với quân và dân các bộ tộc Lào anh em chiến đấu chống kẻ thù chung ngày 28 tháng 11 năm 1987, sư đoàn tổ chức meeting kỷ niệm 10 năm sư đoàn làm nhiệm vụ quốc tế lần thứ hai tại Lào. Thượng tướng Đoàn Khuê Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ thủ đô Hà Nội và Trung tướng Ai Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Quốc phòng. Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Lào từ thủ đô Viêng Chăn đến sư đoàn dự lễ kỷ niệm và thân mật chuyện trò thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ. Năm đồng chí bí thư huyện ủy của năm huyện phía trước tỉnh Sa Văn Na Khệt dành thời gian về dự và cảm ơn cán bộ, chiến sĩ sư đoàn đã hết lòng với phong trào các địa phương 10 năm qua. Nhân dịp này, sư đoàn 968 vinh dự được ủy quyền nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng huân chương chiến công hạng nhất đó là phần thưởng lớn động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ sư đoàn và là tình cảm, sự quan tâm của đảng, nhà nước và quân đội Lào dành cho sư đoàn. Trong 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế lần thứ hai từ năm 1978 đến năm 1987, sư đoàn nổ súng 897 lần. Loại khỏi vòng chiến đấu 1029 tên địch, bắn bị thương 476 tên, bắt 257 tên, thu 811 khẩu súng và 12.091 viên đạn các loại. Cùng với các lực lượng vũ trang của bạn thanh lọc 2.235 tên địch ngầm, vận động 1.311 tên khác ra đầu thú chính quyền cách mạng. Trong xây dựng, sư đoàn đã bồi dưỡng, củng cố chính quyền ở bản và xã được 712 lần với 10.826 lượt người tham gia, huấn luyện cho bộ đội chủ lực. Bộ đội địa phương 1.347 lượt người huấn luyện dân quân du kích 6699 lượt người, cùng bạn mở 319 lớp bổ túc văn hóa, xóa nạn mù chữ cho 14 14121 lượt người. Quân y sư đoàn đã cấp cứu, điều trị cho 29.324 trường hợp. Sư đoàn đã góp phần xây dựng 20 huyện, xã trọng điểm có phong trào khá, tự gia công 4.907 chi tiết máy, nạp 5.890 bình điện, sửa chữa nhỏ và vừa được 3.927 lần xe máy, 1.965 khẩu súng, pháo, 339 máy thông tin, bảo đảm cho chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu thắng lợi. Trước tình hình phát triển tốt đẹp, đồng thời để đáp ứng với tình hình chính trị trong nước và trong khu vực, theo sự thỏa thuận giữa Trung ương Đảng và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với Trung ương Đảng và Chính phủ Việt Nam, Sư đoàn 968 tạm biệt nhân dân các bộ tộc Lào anh em, tạm biệt vùng đất Nam Lào hơn 17 năm gắn bó đầy tình cảm để nhận nhiệm vụ cơ động trở về Tổ quốc thực hiện nhiệm vụ mới. Ngày 01 tháng 12 năm 1987, chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Sư đoàn hành quân trở về Tổ quốc đứng chân trên địa bàn hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và quản lý, phúc tra, huấn luyện dự bị động viên sẵn sàng cơ động thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn ba tỉnh phía Nam quân khu. Phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở, cục an toàn làm chủ, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Trong suốt hơn 30 năm xây dựng sư đoàn chủ lực cơ động, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước trên địa bàn phía Nam quân khu 4 theo đường lối đổi mới của Đảng. Các thế hệ cán bộ chiến sĩ sư đoàn đã khắc phục muôn vàn khó khăn đặc biệt là biến động về tổ chức biên chế nỗ lực phấn đấu vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới cán bộ chiến sĩ luôn nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ có bản lĩnh chính trị vững vàng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của đảng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao để nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu hàng năm các cơ quan đơn vị trong toàn sư đoàn đã đầu tư hàng chục nghìn ngày công hàng trăm triệu đồng để làm mới bia bảng mô hình học cụ thao trường bãi tập tổ chức huấn luyện chặt chẽ theo phương châm cơ bản thiết thực vững chắc sát đối tượng tác chiến lấy huấn luyện cơ bản làm cơ sở huấn luyện chiến thuật làm trung tâm huấn luyện cán bộ làm then chốt coi trọng huấn luyện thực hành rèn luyện thể thực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới gắn xây dựng chính quy với quản lý kỷ luật, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, đạt độ vững chắc. Với những sự nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của cán bộ, chiến sĩ, sư đoàn đã nhiều năm được nhận các phần thưởng cao quý. Sư đoàn Vinh dự được nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng 3 năm 1984. Huân chương Độc lập hạng nhất năm 1985. Huân chương Quân công hạng nhất năm 1987. Huân chương chiến công hạng nhất năm 1998, được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị khá nhất trong phong trào thi đua quyết thắng toàn quân năm 2003, 2007, được nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng huân chương La và huân chương chiến công hạng nhất. Cùng với đó có nhiều tập thể và cá nhân của sư đoàn vinh dự được nhận những phần thưởng cao quý của Đảng và nhà nước trao tặng. Mr. PT hết kể chuyện lịch sử xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.